Chào các bạn đến với kênh Đam Mê Strat. Hôm nay chúng ta sẽ học lập trình trò chơi đập bóng nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn nhân vật. Chúng ta sẽ xóa nhân vật con mèo này đi. Chúng ta chọn nhân vật mới bằng cách chúng ta nhấn vào cái hình đầu mèo này. Nhân vật chúng ta sẽ là quả bóng. Bóng bay này. Quả bóng bay này nó có 3 trang phục. Chúng ta chọn nó rồi chúng ta nhân bản lên thành 3 lần. Nhấn chuột phải. Nhấn vào nhân bản. Đó, các bạn nhìn rõ không? Sau đó chúng ta nhấn vào trang phục. Chúng ta sẽ thay đổi trang phục cho nó bằng cách chúng ta nhấy, nhấn vào màu khác. Đấy, chúng ta đưa được quả bóng màu vàng. Ta nhấn chuột sang một quả bóng khác, chúng ta chọn màu tím. Vậy chúng ta đã có 3 trái bóng, 3 màu khác nhau. Xanh, tím, vàng. Rất đẹp đúng không? Bây giờ để cho trò chơi sinh động, chúng ta sẽ cho nó một cái màu nền. Nền, quá đẹp luôn. Nền này rất phù hợp với 3 trái bóng này. Chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi viết code cho từng nhân vật một. Chúng ta sẽ vào mục code. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cho nhân vật trái bóng màu xanh này nhé. Chúng ta sẽ chọn sự kiện bắt đầu. Bắt đầu khi nhấn vào lá cờ. Và trái bóng này chúng ta sẽ chuyển động. Nó sẽ chuyển động theo cái trục Y. Tức là thay đổi Y một lượng là 10. Đây chúng ta nhấn này. Đó. Nó thay đổi một lượng là 10 đúng không? Bây giờ chúng ta muốn cho nó lặp lại. Để cho nó đi tít lên trên đây. À, chúng ta muốn cho nó thay đổi một lượng. Để nó đi tít lên trên đây thì chúng ta sẽ cho nó vào một cái điều kiện. Ta cho nó lặp liên tục. Liên tục. Nó đi lên. Chúng ta nhấn thử này. Đó, nó đã đi lên rồi đúng không? Tuy nhiên khi đi lên này thì chúng ta muốn cho nó dừng lại hay là quay trở lại dưới đây để cho nó đi lên tiếp. Đi lên tiếp. Thì chúng ta sẽ cho nó một cái vòng lặp là lặp lại cho đến khi lặp lại cho đến khi là cái tọa độ của điểm Y nó lớn hơn. Chúng ta sẽ dùng cái phép toán lớn hơn này và tìm cái tọa độ điểm Y vào cái chuyển động. Ta chọn tọa độ điểm Y lớn hơn ở đây sẽ là 180. 180 là gì? Ở phía trên đây trục Y này ở phía trên là 180, phía dưới là âm 180. Và khi lặp lại như vậy rồi thì chúng ta nó lên đến trên cái 180 thì nó sẽ di chuyển tới cái điểm X và Y. Điểm X này chúng ta sẽ lấy một vị trí ngẫu nhiên ở phía dưới này cho nó di chuyển đến, lấy vị trí ngẫu nhiên à, từ 1 đến 10. Và cái ngẫu nhiên này chúng ta sẽ lấy cái vị trí khoảng từ trừ 220 thôi. Trừ 220 cho đến 220. Đến điểm Y là một âm 180 trừ 180. Đó, điểm Y nó phải ở dưới đây. Giờ chúng ta thử nhá, bấm này. Nó lên, nó lại xuống dưới đây, nó đi lên. Đấy, ở những vị trí ngẫu nhiên. Rồi, chúng ta dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ sao chép cái lệnh này cho những cái quả bóng còn lại. Chúng ta làm như sau. Đưa con trọ chuột vào trong cái khối lệnh này. Chúng ta nhấn chuột, chúng ta kéo. Như vậy chúng ta sẽ kéo vào cái trái bóng màu vàng. Rồi, chúng ta kiểm tra các trái bóng xem có lệnh chưa nhá. À, đã có đầy đủ luôn, mỗi trái bóng đều có lệnh rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột nó thực hiện này. Đó, ba trái bóng đều thực hiện đi lên rồi đúng không? Rồi. Trò chơi của mình là trò chơi đập bóng. Thì vậy bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình thêm cái khi mà chúng ta nhấy chuột vào trái bóng này. Tức là chạm vào trái bóng thì trái bóng nó sẽ biến mất và nó quay trở lại cái vị trí cũ. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn vào sự kiện là khi bấm vào nhân vật này, tức là bấm vào cái trái bóng thì nó sẽ thay đổi điểm một lượng. À, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến điểm. Chúng ta vào các biến số, chúng ta tạo ra một cái biến điểm, ta gọi chữ điểm ra. Ok. Đó, chúng ta nhìn thấy có biến điểm đây chưa?
Và chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta chạm vào một cái quả bóng này thì cái điểm này nó sẽ thay đổi. Thay đổi điểm một lượng là một. Và nó sẽ lại quay trở lại cái vị trí ngẫu nhiên của x và y là bằng âm 180. Thì chúng ta nhân bảng cái này lên, chúng ta đưa xuống. Đây. Chúng ta thử nhá. Bây giờ chúng ta đang làm với trái bóng màu xanh đúng không? Chúng chọn làm trái bóng màu xanh. Đó, điểm nó tăng lên đây, được chưa? Và để cho trò chơi nó sinh động hơn thì khi chạm vào trái bóng, chúng ta sẽ cho nó phát ra một âm thanh. Âm thanh ở đây là gì? Chúng ta nhấn vào âm thanh và bắt đầu âm thanh. Đó, chúng ta nhấn này. Đấy, là tiếng kêu đúng không? Chưa? Bây giờ chúng ta cũng sẽ copy cái lệnh này ra hai trái bóng khác nhé. Và chúng ta kiểm tra. À, trái bóng vàng này chưa được này. Đấy, chúng ta sẽ copy lại cho cái trái bóng màu vàng này. Rồi. Chúng ta kiểm tra nha, trái bóng màu vàng. Có rồi này. Rồi, trái bóng màu xanh. Đây, màu xanh cũng có, màu tím cũng đầy đủ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trò chơi nha. Đấy, nhấn vào nó kêu này. À, tuy nhiên chúng ta thấy là cái nó di chuyển 10 bước, y thay đổi 10. Lượng mà 10 nó đi hơi nhanh đúng không? Ta sẽ thay đổi nó bằng 7 thôi. Ta sẽ thay đổi cái bóng này cho đi bằng 7 thôi. Cho nó chậm lại một chút. Chúng ta bấm cho nó kịp. Là chúng ta thực hiện này này. Đấy, lên chậm hơn đúng không? Ta sẽ bấm nó kịp hơn tại vì trái bóng nó bật rất nhanh. Rồi, chúng ta dừng lại. Đó là lập trình cho khi chúng ta đập vào trái bóng thì chúng ta có điểm. Nhưng mà nếu mà trò chơi chúng ta cứ chơi như vậy thì nó sẽ mãi mãi không dừng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lập cho nó một cái biến thời gian nữa và lập trình cho nó dừng khi cái thời hết thời gian thực hiện. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào các biến số và chúng ta tạo một biến mới, tạo biến thời gian. Đó, chúng ta nhìn thấy có biến thời gian xuất hiện đúng không? Chúng ta cho sang góc bên này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vào sự kiện. Chúng ta nhấn nó bắt đầu khi, nhấn vào lá cờ. Và chúng ta đặt cái điểm vào biến này, đặt cái điểm, chọn điểm bằng không, còn đặt thời gian, chọn thời gian. Đấy, ví dụ như bạn trò chơi này là 30 đây thôi, chọn 30 hoặc là hơn thì bạn tùy bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho nó vào một cái điều khiển vòng lặp, cho nó lặp lại 30 lần và đợi trong vòng 1 giây. Đợi 1 giây thì thay đổi thời gian một lượng, thay đổi thời gian một lượng. Đây, chúng ta nhớ chọn thời gian nha. Thay đổi một lượng là -1, cứ sau 1 giây nó lại giảm đi -1 và nó sẽ dừng lại tất cả khi hết thời gian, dừng lại tất cả. Chưa? Giờ chúng ta sẽ sao chép nó trái bóng khác nè. Rồi chúng ta kiểm tra. Rồi có đầy đủ đúng ba nhóm lệnh đúng không? Đó, chúng ta bây giờ chúng ta thực hiện chơi nha. Khi nhấn vào lá cờ này, điểm số bằng 0 này, thời gian là 37 này. Đó, nhấn vào bóng tăng điểm số lên. Còn ra thì cứ sau 1 giây thì nó lại giảm đi -1. Chưa? Dừng. Đó. Vậy trò chơi chúng ta đã được lập trình xong. Vậy chúc các bạn lập trình vui vẻ và có kết quả tốt.